Như một thói quen, vào mỗi dịp Tết đến xuân về, khán giả lại mong chờ và chờ đợi Táo Quân, chương trình gặp nhau cuối năm, phát sóng đều đặn vào 20 giờ ngày cuối năm trên VTV3 của Đài Truyền hình Việt Nam. Và đây là thời điểm mà các nghệ sĩ tham gia chương trình đang trong quá trình tập luyện trước khi ghi hình chính thức. Mới đây trên trang cá nhân, nghệ sĩ Tự Long đã hào hứng khoe ảnh bên Nam Tàu Xuân Bắc úp mở về chương trình Táo Quân năm nay, khiến nhiều khán giả cảm thấy háo hức và mong chờ. Mới đây, Táo Văn Hóa Giáo dục Đăng tải bức ảnh selfie tại văn phòng làm việc của nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc kèm dòng chú thích liên quan đến chương trình Táo Quân 2024 khiến khán giả vô cùng tò mò. Liệu Táo Quân năm nay có gì hay? Chia sẻ của nghệ sĩ tự lòng nhận hàng chục nghìn lượt tương tác. Dưới bài đăng, khán giả để lại nhiều bình luận, bày tỏ niềm mong chờ. Hóng quá ạ, à, hóng quá chú ơi. Đọc cái tút của chú thôi là đã biết không khí giao thừa đang đến gần rồi. Nhìn hai chú thôi là cháu nóng lòng muốn xem rồi ạ. À. Chú bật mí đi ạ à. Những chia sẻ của nghệ sĩ khiến dân mạng đứng ngồi không yên, nhiều người bày tỏ sự chờ đợi Táo Quân 2024 sẽ trở lại như mọi năm. Dù vậy, trước rất nhiều yêu cầu bật mí về nội dung chương trình năm nay, nam nghệ sĩ không đưa ra phản hồi. Táo Quân hay còn được biết đến với tên gọi gặp nhau cuối năm là chương trình hài kịch chính luận phát sóng vào tối 30 âm lịch hàng năm trên VTV từ năm 2003. Chương trình được coi là một trong những món ăn tinh thần không thể thiếu của khán giả Việt Nam mỗi dịp Tết đến xuân về. Theo thường lệ, vào thời điểm cuối tháng 12 hàng năm, các táo sẽ tập duyệt, chuẩn bị cho chương trình. Nhưng năm nay, khi tháng 12 đã dần khép lại, phía đơn vị sản xuất lẫn các diễn viên chưa có bất cứ động thái hay tiết lộ nào về những buổi tập. Điều này khiến nhiều khán giả tò mò liệu năm nay có còn được xem táo quân hay không.